Xin chào các bạn, mình vừa mua cái chân máy Ulanzi MT20. Đây là một cái chân máy nhỏ gọn hướng đến cái nhu cầu sử dụng cá nhân. Ví dụ như là mình sẽ để cái chân máy này ở trên bàn và mình sẽ tự quay clip cho mình. Ví dụ như vậy. Mình đã mua cái chân máy này với mức giá là hơn 1 triệu 7. Thì trong cái chủ đề này mình sẽ chia sẻ với các bạn xem hơn 1 triệu 7 thì cái chân máy này nó có cái gì và nó hữu ích với mình như thế nào mà mình đã quyết định mua nó. Rồi, đầu tiên nhất là phần đóng gói thì có một cái hộp cũng khá là chỉnh chu. Bọc bịch ni lông thì mình đã xé bỏ rồi. Đấy, bên trong thì không có gì hết. Đây là cái phần đựng chân máy, đây là cái phần đựng phụ kiện. Phụ kiện thì có một cái móc đeo và một lục giác nhỏ nhỏ để mình thao tác vặn mở setup cái chân máy bên trong. Rồi, đây là cái bao đựng, cái móc thì mình sẽ có thể móc vào đây ha. Đầu tiên nhất là mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình tìm kiếm cái chân máy này với mục đích một là do cho cá nhân. Mình sẽ tự quay video chẳng hạn. Và thứ hai nữa là nó sẽ tiện cho cái việc mà mình sẽ mang theo nó để mình sử dụng. Mình sẽ không sử dụng những cái ba lô lớn. Thông thường thì mình sẽ sử dụng những cái túi đeo chéo, hoặc là có ba lô thì nó là ba lô nhỏ gọn. Thì đây là cái chân máy mà mình mua được với giá hơn 1 triệu 7. Chân máy này sẽ có 3 phần. Mình sẽ bắt đầu bằng cái phần đơn giản nhất, đó chính là cây nối dài. Thì tại sao mình lại bắt đầu với cái phần cây nối dài này? Thứ nhất, đó chính là mình sẽ có thể kẹp một cái đầu nhỏ ở đây và mình sẽ sử dụng nó giống như là một che bóp cho điện thoại. Giống như mình muốn quay một cái gì đó bằng điện thoại thì mình sẽ cần một cái vật để mình cầm cái điện thoại nó vững vàng hơn, thay vì mình sẽ sử dụng tay mình cầm như thế này chẳng hạn. Đó, chưa kể đó chính là cái điện thoại đôi khi mình còn gắn mic nữa. Rồi thứ hai nữa đó chính là nó có thể nối dài ra ngoài. Khi mà nối dài ra ngoài như vậy, một là mình vẫn có thể sử dụng cái điện thoại, mình quay cái gì đấy. Và nếu như mình muốn cái sự linh động hơn, linh hoạt hơn thì mình sẽ có thể tìm mua một cái headphone nhỏ nhỏ tiện lợi khác để mình có thể lật cái chiều của cái điện thoại nó dễ dàng hơn cho cái việc mình quay. Ngoài việc sử dụng cái điện thoại ra thì mình còn sử dụng một cái DJI Pocket 3. Với cái Pocket 3 này nó có một cái điểm, đó chính là cái góc camera nó khá là rộng. Ví dụ như khi bạn muốn tiếp cận một cái vật gì đó mà bạn muốn quay á, bạn cầm như vậy này, có thể nó không quá thuận tiện. Nhưng khi có thêm một cái cây này nữa thì nó lại vô cùng lợi hại. Đó, thậm chí là mình có thể xài một cái headphone và có thể xoay lật được. Đó, chắc chắn một chút xíu, thế là mình lại có thể di động với DJI Pocket 3, dễ dàng đưa vào những cái khu vực nào đó mà mình muốn quay khi mà đông đúc. Nói ngay từ đầu, khi mà mình quyết định mua cái bộ hơn 1 triệu 7 này á, vì rất là nhiều yếu tố, trong đó có một cái yếu tố quan trọng, đó chính là cái cây nối dài này. Để mà mua một cái cây nối dài bằng carbon trọng lượng nhẹ và có 3 khúc như thế này thì theo như mình tham khảo đâu đó cũng sẽ phải tốn 100 mấy hay là 200 mấy chục ngàn. Tất nhiên những cái loại kia mình chưa mua thì mình cũng không biết là nó có xịn hay không. Còn như với cái cây này thì mình khá là hài lòng, mặc dù nó không có mỹ mãn. Không mỹ mãn ở đây đó chính là cái vấn đề về mấy cái khớp. Cái khớp của nó nếu như mà mình vặn ra nhiều quá là có khi là mình rút được cái cây này ra luôn. Đó, mình sẽ không thích nó như thế này cho lắm. Nhưng mà theo như mình tham khảo của nhà sản xuất á, thì đây là cái tính năng. Và hơn hết là nó phục vụ cho cái nhu cầu thao tác nhanh. Thao tác nhanh ở đây có nghĩa là tất cả những cái khớp của chân máy hay chân nối dài này chỉ cần nhích nhẹ ra một cái là mình có thể đưa ra đưa vào. Cũng hay. Còn về hình thức thì rất là đẹp ha. Rồi, xong nhiệm vụ của cái cây này. Cây này rất giá trị, nhưng mà một lát nữa nó vẫn còn thể hiện giá trị nữa. Lát mình sẽ chia sẻ tiếp. Rồi, đây sẽ là hai phần. Đầu tiên nhất là cái phần ba chân. Cái ba chân này nếu như mà các bạn mua lẻ đối với cái bộ Ulanzi MT28 thì nó khoảng 1 triệu đồng. Thì mình không biết cái giá trị của cái bộ này khi mà tách kit thì nó sẽ là bao nhiêu. Nhưng mà về cơ bản trước hơn hết đó chính là nó đáp ứng được cái tiêu chí nhỏ, gọn, nhẹ và thậm chí là nhìn rất là đẹp. Những cái chi tiết mà họ làm ở đây từ vân carbon cho đến những cái phần nhôm trắng ở đây rất là đẹp. Và thời điểm mà nó đang còn mới ở đây thì các khớp mình đã thử nghiệm từ hôm qua đến hôm nay thì nó cho cái cảm giác rất là chắc chắn. Rồi cái bộ này thì đây mình sẽ demo khi mà nó bung ra hết thì nó sẽ như thế nào nhé. Chiều cao tổng thể của các chiều thì nó cũng hoàn toàn phù hợp với mình. Nếu mà trong trường hợp ví dụ như mình đặt cái máy ở trên một cái bàn để mình quay phim. Thật ra thì mình cũng đã tự quay phim hoặc mình quay cho người khác ở những cái điều kiện ở xa anh em media quay phim của tinh tế. Đôi khi mình sẽ phải sử dụng những cái chân máy bất đắc dĩ. Ví dụ như nó là cái ghế, nó là cái thùng, nó là cái bàn, nó là một cái gì đó. Và đôi khi chỉ thiếu một chút chiều cao thôi thì mình lại phải chê, mình phải đệm cái này cái kia. Sau nhiều lần bị rơi vào cái trường hợp như thế nên là mình mới cố gắng tìm mua một cái nó thật là ưng ý để mà sử dụng trong những cái trường hợp đó.
Thì phải quay lại vấn đề đó chính là nó phải gọn nhẹ, thì dễ mang thì mình mới có thể mang theo bên mình mọi nơi được. Rồi cái chân này sẽ là 1, 2, 3 khúc như mình có chia sẻ, khá là chắc chắn. Có thể nói là với một cái kích thước nhỏ và nhẹ như thế này mà nó đạt được cái mức độ chắc chắn như thế này thì là nó trên cả cái sự mong đợi của mình. Rồi những cái chân bám xuống dưới đế là những cái chân cao su rất là to, độ bám tốt và cái đầu tròn. Cái điều này nó sẽ giúp cho cái sự vững chãi ở nhiều cái độ nghiêng khác nhau, bởi vì cái chân này nó cũng sẽ là cho phép mình mở cái giới hạn độ nghiêng. Đây chưa phải là cái tư thế mà nó có thể hạ thấp nhất, vẫn còn một đất nữa. Nhưng mà với những cái trường hợp mà chúng ta đặt một cái máy đủ nặng hay là cái địa hình mà nó khó khăn á, nghiêng nhiều á, cần cái sự vững chãi hơn á, thì chúng ta sẽ bung cái chân này rộng ra. Lúc này cái cây nối dài lại tiếp tục phát huy tác dụng. Đó, khi mà các bạn cần cái chân to vững chắc thì cái độ thấp nó bị giảm đi, thì lúc này chúng ta mới lại cần thêm cái độ cao, thì lúc đó lại cần cái chân nối dài. Và tại sao lại phải vững chắc mặc dù một cái nho nhỏ như thế này? Đó chính là mình sẽ còn sử dụng cái máy ảnh để mình quay. Ví dụ như ở đây là mình đang dùng Nikon ZF, cũng khá là nặng, đi kèm với cái ống 40. Chính vì vậy nên là những cái chân máy mặc dù gọi là mini, đáng lẽ chỉ là dùng cho điện thoại, những cái thiết bị nhỏ thôi, nhưng mình dùng cho cả máy ảnh nữa, nên là mình sẽ đòi hỏi vừa linh hoạt, cơ động, nhỏ nhẹ nhưng mà nó vẫn phải chắc chắn. Thì đây là cái chân máy mà nó có thể làm được cái điều đó. Ok, đó là về cái phần chân máy ha. Đây là cái phần mà mình thích nhất của cái bộ Ulanzi MT20. Đó là về cái mức độ chắc chắn, cái mức độ hoàn thiện, cũng như là cái phần ngoại hình rất là đẹp, vừa nhẹ mà lại vừa gọn, đạt được những cái tiêu chí mà mình mong muốn. Bởi vì sao mình lại nói vậy? Tại vì khi mà các bạn đi tìm một cái Hitbone á, thì mình nghĩ là có rất là nhiều lựa chọn, to, nhỏ, nhiều tính năng, ít tính năng khác nhau, gọn nhẹ khác nhau. Nhưng mà để tìm một cái chân máy như thế này thì thú thật với các bạn là mình đã mất một cái thời gian khá là dài để tìm một cái chân như thế này. Và bằng một cái sự tình cờ nào đó mình đã tìm được cái chân máy này và mua về. Rồi đến cái phần Headbone, đây là cái phần mà mình không thích nhất của cái bộ Ulanzi MT20 này. Tại sao nó lại là cái phần mà mình không thích nhất? Đó chính là vì mình đi tìm một cái gì đó đơn giản, gọn nhẹ, dễ sử dụng. Trong khi đó cái Headbone này thì nó lại đi ngược hoàn toàn với những cái tiêu chí mà mình đặt ra. Tuy nhiên sau khi suy tính thì mình cũng vẫn quyết định mua nó. Mặc dù nếu như mà tính trong một cái kit này thì cái Headbone này nó có giá lên đến khoảng 600 ngàn hoặc là hơn nữa. Mình đoán vậy, tức là mình tự nhẩm ra thôi. Còn họ bán là nguyên một kit, không có tách lẻ. Nhưng mà mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn là cái Headbone này nó có những cái tính năng gì, và nếu như là một người chuyên nghiệp hơn, đòi hỏi những cái setup phức tạp hơn đó, thì mình nghĩ rằng cái Headbone này nó ngon. Rồi tại sao mình nói cái nhu cầu mà nó chuyên nghiệp hơn, kỹ càng hơn trong cái khâu setup đó, thì cái Headbone này nó ngon. Đó là vì nó cho các bạn điều chỉnh rất là nhiều cái góc độ khác nhau. Thứ nhất đó chính là cái khả năng xoay 360 này, rất êm. Thứ hai nữa đó chính là một cái đầu tròn xoay đa hướng. Cái này thì quá cơ bản rồi, những cái Headbone khác nó cũng làm được. Thứ ba nữa đó chính là một cái đầu tháo mở nhanh. Đây, đó. Nhưng mà những cái điểm mà mình không thích ở trên cái này ấy, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, một là cái phần trọng lượng. Riêng cái phần trọng lượng của cái Headbone này nó lên đến 180g rồi, chiếm hầu hết cái phần trọng lượng của cái chân máy này, trong khi tổng trọng lượng nó chỉ chiếm hơn 200g, thì riêng cái Headbone này đã hơn một nửa. Thứ hai nữa đó chính là về cái kích thước tổng thể của các chiều ấy, thì cái này chiếm một phần khá là cồng kềnh, từ bề ngang cho đến bề cao. Và đặc biệt đó chính là nó có những cái phần ốc vặn ở bên ngoài đây này, nó chồm ra ngoài rất là nhiều, ốc rất là to. Và mình nghĩ rằng nó cũng là những cái điều không cần thiết cho lắm. Hoặc là những cái tiện ích cơ bản của nó, ví dụ như là cái phần để các bạn gài cái mic ở đây chẳng hạn, với mình thì nó cũng chẳng phải tiện ích gì cho lắm. Tại vì nếu như mình quay bằng máy hình ấy, thì mình sẽ gài lên cái hot shoe. Thứ hai nữa, nếu như mình quay bằng điện thoại thì mình đang sử dụng cái bộ mic DJI. Cái bộ mic này nó sẽ cắm trực tiếp vào cái điện thoại luôn, mà mình không cần một cái mic lòng thòng để gài vào đây. Nên là sau khi quay clip này mình sẽ gỡ bỏ cái phần này ra. Rồi thứ ba nữa đó chính là chính cái phần mà tháo mở nhanh này lại là cái phần mà mình không thích nhất. Vừa là cồng kềnh nhất ở trên cái chân máy này, mà nó lại vừa là cái thao tác phức tạp nhất. Nào là phải bắt vào cái máy hình này, nào là phải có cái đồ để chúng ta vặn cho nó chặt ha, nào là cái việc trong quá trình thao tác tháo ra mở vào nhiều khi mất cái này, rồi mất cái này lại phải đi tìm mua cái này, mà đi tìm mua rất là mất thời gian, lại phải đi tìm Ulanzi rồi cái cỡ đầu bao nhiêu, xong bắt đầu mới mua cái này để bù vào. Nên là đối với mình thì cái chi tiết này là cái chi tiết mà mình không thích nhất. Và khi mà đi vào dùng thực tế thì có lẽ là mình sẽ đi tìm một cái đầu khác gọn nhẹ, nhỏ, đơn giản hơn để thay thế cho cái đầu này.
Cái đầu này có thể mình sẽ để ở nhà dành cho những cái buổi setup kỹ càng hơn trong một cái buổi ghi hình nào đó nếu mà mình cần xài. Còn nếu như mà tính di động thì cái đầu này thì nó không có tính di động, trong khi hầu hết tất cả những cái chi tiết khác của cái bộ chân máy này nó lại hướng đến cái nhu cầu di động nhiều hơn. Tổng kết lại cho cái bộ chân máy UNG MT20 này đối với mình á, ngay từ đầu video mình đã chia sẻ rồi, mình nhắm đến cái mục tiêu đó chính là một cái chân máy nhỏ, nhẹ, gọn để mình có thể luôn mang nó theo bên mình. Hoặc nếu như không luôn mang theo bên mình thì là cũng có thể mang hầu hết những cái thời gian mà mình đi ghi hình ở đâu đó và có thể mình sẽ cần tới thì mình sẽ có thể mang theo nó, vì nó không chiếm diện tích cũng như là không chiếm trọng lượng quá lớn. Hơn hết đó chính là nó có một cái ngoại hình cũng rất là đẹp và cái khả năng mở rộng chiều cao rất là linh hoạt, kết hợp với cái cây nối dài. Và những cái khớp này mặc dù nó có nhược điểm mà mình đã chia sẻ, nhưng ngược trở lại nó có một cái ưu điểm, đó chính là thao tác rất là nhanh. Ví dụ như là mình muốn mở rộng thì mình chỉ cần nhích nhẹ một răng, 1/3 cái răng này thôi, là mình có thể kéo cái chân này ra và khóa lại rất là nhanh chóng. Nhích nhẹ, kéo ra, vặn lại rất nhanh. Thay vì một số những cái chân máy khác thì mình sẽ phải vặn nhiều hơn, vặn ra nhiều hơn, vặn vào nhiều hơn. Thứ tiếp theo đó chính là mặc dù nhỏ gọn, nhẹ nhưng mà nó lại rất là chắc chắn. Mình có thể tự tin mình gắn cái ZF của mình lên đây, đặt lên bàn hay là ở đâu đó để mình có thể quay hay là ghi hình. Và tiếp theo nữa, mặc dù là nhỏ gọn nhẹ nhưng mà vấn đề chiều cao của cái chân máy này nó giải quyết rất là tốt so với những cái chân máy mini khác mà mình đã từng tham khảo. Thứ nhất là những cái chân máy mini khác có thể lên đến 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,8 triệu, nhưng mà nó không thể mở rộng chiều cao. Hoặc cùng lắm là các bạn sẽ cần mua thêm một cái cây nối dài nó giống giống như cây này và bắt lên. Còn đối với UNG MT20 thì ngay cái phần chân của nó chúng ta đã có thể mở rộng thêm một khúc rồi. Thì đó cũng là một trong những cái ưu điểm. Và tổng kết lại thì nếu như mà cái Hippo này nó có giá trị với mình thì đây sẽ là một cái bộ chân máy hoàn hảo. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là mình lại không quá đánh giá cao cái Hippo này cho lắm. Và mình sẽ bỏ một ít tiền mua một cái khác nhỏ gọn nhẹ và phù hợp với mình hơn, để mình có một cái bộ chân hoàn hảo hơn và sử dụng. Mình hy vọng rằng cái clip này có thể chia sẻ với các bạn thêm một cái lựa chọn, hay là để các bạn có thể biết có một cái chân máy nó nhỏ gọn nhẹ đẹp như thế này tồn tại. Biết đâu đấy nó phù hợp với nhu cầu của ai đó, hoặc ai đó có nhu cầu giống như mình thì có thể tham khảo nó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.